câu 47. Xét các số thực dương a b x y thỏa mãn a lớn hơn 1, b lớn hơn 1 và a mũ x bằng b mũ y bằng căn ab. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức p bằng x cộng 2y thuộc tập nào dưới đây? Câu 47 ở mức độ phân hóa điểm 8, 9, 10. Và thầy hướng dẫn các bạn giải câu 47 như sau. Đầu tiên chúng ta đi từ đẳng thức đã cho a mũ x bằng b mũ y bằng căn ab, tức là a mũ x bằng căn ab và đồng thời b mũ y bằng căn ab. Biến đổi ra ta được hệ phương chỉnh a mũ x bằng ab mũ 1/2 và b mũ y bằng ab mũ 1/2. Phương trình trên ta logarit cơ số a hai vế ta được vế trái bằng x, vế phải là logarit cơ số a của ab mũ 1/2. Phương trình dưới logarit cơ số b hai vế ta được vế trái bằng y, vế phải bằng logarit cơ số b của ab mũ 1/2. Biến đổi ra ta được x bằng 1/2 logarit cơ số a của ab, y bằng 1/2 logarit cơ số b của ab. Đến đây ta lại sử dụng công thức logarit của một tích thì bằng tổng hai logarit. Logarit cơ số a của ab bằng logarit cơ số a của a cộng logarit cơ số a của b, mà logarit cơ số a của a bằng 1. Do đó hệ này tương đương với x bằng 1/2 cộng 1/2 logarit cơ số a của b, y bằng 1/2 cộng 1/2 logarit cơ số b của a. Thay các giá trị x y ở trên vào biểu thức p ta được p bằng x cộng 2y sẽ bằng 1/2 cộng 1/2 logarit cơ số a của b cộng với 1 cộng logarit cơ số b của a. Ở đây 1/2 cộng 1 là 3/2, như vậy nó bằng 3/2 cộng 1/2 logarit cơ số a của b cộng logarit cơ số b của a. Theo bài cho thì ta có ab lớn hơn 1, cho nên ta suy ra logarit cơ số a của b lớn hơn 0 và logarit cơ số b của a lớn hơn 0. Do đó biểu thức p bằng 3/2 cộng 1/2 logarit cơ số a của b cộng logarit cơ số b của a. Ta sẽ nghĩ tới việc đánh giá áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số. Số thứ nhất là 1/2 logarit cơ số a của b, số thứ hai là logarit cơ số b của a. 3/2 giữ nguyên, ta được biểu thức p lớn hơn hoặc bằng 3/2 cộng 2 căn ab, tức là 2 căn 1/2 logarit cơ số a của b nhân logarit cơ số b của a. Mặt khác thì logarit cơ số a của b nhân logarit cơ số b của a bằng 1. Do đó, biểu thức này có giá trị bằng căn 2. Ta được kết quả bằng 3/2 cộng căn 2. Đến đây thì chúng ta có cảm giác giá trị nhỏ nhất của biểu thức p bằng 3/2 cộng căn 2. Tuy nhiên thì thầy sẽ lý luận đầy đủ cho các bạn. Tức là bây giờ thầy đánh giá được dấu bằng này mà đạt được thì giá trị nhỏ nhất mới bằng 3/2 cộng căn 2. Còn nếu như mà chúng ta làm trắc nghiệm thì ta có cảm giác đây là giá trị nhỏ nhất rồi. Nhưng bây giờ thầy sẽ đánh giá đầy đủ cho các bạn. Thầy đi khảo sát dấu bằng. P bằng 3/2 cộng căn 2. Như vậy dấu bằng xảy ra khi mà hai số bằng nhau, tức là 1/2 logarit cơ số a của b bằng logarit cơ số b của a. Biến đổi ra ta được logarit cơ số a của b sẽ bằng 2 chia logarit cơ số a của b, bởi vì logarit cơ số b của a thì bằng 1 chia logarit cơ số a của b. Nhân lên ta được logarit cơ số a của b tất cả bình thì bằng 2, cho nên logarit cơ số a của b bằng căn 2. Từ đó thì ta rút ra được b bằng a mũ căn 2. Như vậy có một trường hợp để xảy ra dấu bằng. Do đó giá trị này đạt được, tức là ta khẳng định giá trị nhỏ nhất bằng 3/2 cộng căn 2. Tính toán ta được giá trị này xấp xỉ bằng 2,91, thuộc nửa khoảng từ 5/2 đến 3. Do đó ta chọn đáp án D.